Ôi, hôm nay mình chào tất cả các bạn, mình cũng chia sẻ với các bạn pha xúc Bình Thuận các bạn về cửa cảng nha. Lời nói đầu tiên mình cũng chúc cho tất cả anh em luôn luôn sức khỏe nha. Chiếc pha xúc này đang tăng tốc cơ khơi đấy các bạn. Đa số pha tại vì ở đây mình thấy ít cơ ghe pha xúc, mà cái này ở ở Phan Thiết đều về đây hay sao đó các bạn ơi. Pha xúc này nó đang tăng tốc, khung cảnh nó giật giật các bạn, do mình zoom lên hơi xa các bạn, nó giật giật các bạn, anh em cũng thông cảm cho mình luôn nha. Đó, chiếc pha xúc của Bình Thuận số hiệu là các bạn, Bình Thuận 3781 2TS. Đó, mặt ra mở xì nhíp như là những mẫu ga của cà ná vậy bạn. Đó, đang tăng tốc ra khơi đó các bạn thấy không? Đó, đang sử dụng những dàn cao áp bạn ơi. Nó đều có bạn tích điện cho các bạn. Nói chung là anh ga nào giờ cũng nghĩ đa số là xài đang năng lượng mặt trời là hết 99 ga các bạn. Nói chung là sử dụng dòng đèn LED thì nó đỡ tốn chi phí hơn các bạn ơi. Nói chung là đỡ nhộn chi phí do xăng dầu lên giá rất là cao, nên anh em ra khơi cũng gặp nhiều rất nhiều khó khăn cho anh em dân biển luôn. Nói chung là ngư dân nói riêng các bạn, thì mình cũng chia sẻ với anh em những khung cảnh hôm nay nè. Ghe ra thì bạn thấy nhảy sóng ghe không, gió các bạn không. Hôm nay gió các bạn thấy lá cờ bay bay, các bạn thấy là biết gió nó cỡ nào rồi không, khiếp lắm. Nhiều lúc mình cũng muốn chia sẻ với anh em những khung cảnh lên cá cho nó thật là hấp dẫn và gây cấn, nhưng mà mình đi qua đi gần gần đó họ không có cho mình quay các bạn ơi, nên mình cũng chia sẻ với anh em mình những khung cảnh ghe ra vào cửa cảng. Thì anh em mình có thương và ủng hộ mình và chia sẻ với mình và tặng cho mình một like để cho mình có động lực ra những clip mới cho các bạn xem luôn nha. Đó, quá dữ các bạn ơi, sống cả người gớm à. Đối với những anh em đi ghe quen thì những con sóng là chuyện bình thường, còn như anh em mình chưa từng đi ghe là hơi bị đuối đó nha, phải giỡn đâu các bạn ơi, tại vì đó phải đơn giản đâu, không có dễ ăn đâu. Chỉ có những người đi ghe về biển quen này mới thấu hiểu được cái cảm giác sóng gió này các bạn. Đó, mình cũng chúc cho anh em luôn luôn sức khỏe và bình an, đi chuyến nào là thắng lợi chuyến đó luôn nha. Đặc biệt chủ ghe đi chuyến nào là trúng đậm cái cơm chuyến đó. Các bạn phải nhìn phía xa đó, xa xa mà thấy nhìn cái ghe rất là đẹp luôn mà không, dáng ghe chuẩn đẹp luôn, không biết cái độ bền nó như thế nào mà mình thấy cái độ xịn sò nó hơi bị cao, đỉnh cao luôn các bạn. Đó, pha xúc các bạn ở đó thấy không, dòng pha xúc này nói chung là ra khơi cũng có rất là mạnh luôn bạn, do tại chi phí tăng anh cũng ra khơi bình thường tại mấy anh không có cần phải dây cá hay là cho mất quá nhiều công sức về năng lượng nữa các bạn. Anh khi mà định vị được ra khơi, khi mà định vị được cái điểm đánh thường xuyên của máy ảnh là máy ảnh là chỉ dừng đậu ghe thôi các bạn, đậu lại bắt đầu là căng lưới bọng xong xuôi cho bắt đầu như là như cái bẫy vậy các bạn, bắt đầu bật đèn pha lên liền. Đó, lần đầu tiên các bạn thấy chiếc mành của cà ná về cửa cảng luôn các bạn thấy không, trời ơi, trời khủng khiếp các bạn, quá đẹp tuyệt vời luôn các bạn, phải nói hai từ quá tuyệt vời luôn, siêu khủng luôn. Đó, lần đầu tiên mới thấy nha, mình cái mành của cà ná về cửa cảng La Ghi luôn các bạn ơi, số hiệu là Ninh Thuận 91387TS, mặt ghe mở lớn rất là đẹp, ghe cũng tầm gần 20 mấy mét đó các bạn, hay giỡn luôn nha, ghe này lớn nó dài á, ghe nguyên một cái vàng màu vàng nhìn rất là đẹp bạn, sang kẽ những cái màu xanh xanh nhìn rất là phải nói là quá tuyệt vời, được trang trí nói chung là rất đẹp. Và vàng đèn cao áp bạn, chỗ cabin thấy ghê không, nó không có đầy hết hết như những ghe lớn thiệt, nhưng mà thấy nó cái thiết kế rất xịn sò bạn không, ghe đều lắc tích các bạn ha, đã ha. Nhìn canxiben các bạn ơi. Lần đầu tiên là mình chia sẻ với các bạn ghe pha ghe mạnh của cà ná về cửa cảng các bạn ơi. Thì mình cũng chúc cho anh em trên ghe luôn luôn sức khỏe dồi dào luôn, đặc biệt chủ ghe đi chiếc nào là thắng lợi chiếc đó nha. Chiếc này nhờ mình chụp mực được các bạn. Thấy không, quá tuyệt vời luôn các bạn ơi, hôm nay ghe về đẹp quá.
mình cũng chia sẻ với anh em, thì anh em vô xem và ủng hộ cho mình luôn nha. Và đừng quên tặng cho mình một sub và chia sẻ để cho mình có động lực ra những clip cho các bạn xem và những mẫu ghe đẹp cho các bạn xem. Thì anh em cô chú nào mình còn nói còn thiếu sót thì các bạn và cô chú hãy góp ý và chia sẻ với mình một cách thiết thực để cho mình có thông tin chia sẻ với tất cả mọi người cùng biết, để một cách nó phê hơn và nó đã hơn các bạn ơi. Máy móc công sức rồi anh em nào có nhu cầu thì biết thì chia sẻ cho mình. Nói chung là cái chiếc xuồng phải kéo chiếc chiếc mành của cà ná vô các bạn ơi, chứ không có chạy vô bên các bạn. Nói chung lâu lâu về đây là phải có xuồng dắt các bạn. Cái khơi lên mấy cái bãi cát bồi là hơi bị đuối á, quẩy quẩy cơ người luôn á, thấy không? Dáng ghe chuẩn đẹp không? Quá tuyệt vời, đường cong quyến cũ bạn thấy không, nhìn rất là phê luôn bạn ơi. Mình cũng hôm nay được tận mắt thấy cái chiếc mành của cà ná đẹp các bạn. Nói chung quay mành cũng nhiều rồi, vỏ thép được cũng nhiều, mà lần đầu tiên là mình thấy là mình chia sẻ với các bạn luôn. Các bạn thấy nhìn cái xuồng dắt cũng rất là vất vả luôn các bạn, chứ không có đơn giản mà khơi khơi mà kéo luôn các bạn. Tại vì mấy ghe đa số lớn như đây là cần phải xuồng dắt cho các bạn ơi, để cho nó an toàn về tài sản và vật chất của chủ ghe luôn các bạn. Là chiếc pha súc Bình Thuận cũng đang săn cá lên đá đó các bạn thấy không, đang lấy đá đó các bạn không? Anh em cũng đang tranh thủ cho những chuyến biển tiếp theo đó. Mình cũng chia sẻ với anh em những khung cảnh cho anh em mình xem cuộc sống dân biển cho các bạn xem. Thì nói chung là anh em mình đi ghe quen thì là bình thường quá, còn như những anh em nào khoái biển thì vô xem và ủng hộ mình luôn. Thì anh em nào thấy hay về thì nhớ chia sẻ cho mình nghe, đừng quên đăng ký kênh để cho mình có động lực cho thần thái ra những clip mới để cho các bạn xem những video hay và hấp dẫn hơn. Và đừng quên bật chuông để thông báo những clip mới từ kênh Bình Thuận Dấu Yêu. Mình cũng chia sẻ tiện để chia sẻ, như mà anh em cô chú nào nó còn thiếu bạn đi thì cứ bình luận cho mình chia sẻ và cho bạn bè đi theo. Nhưng như cô chú anh chị em nào có nhu cầu săn nhượng ghe thì cứ bình luận phía dưới video để cho mình có thông tin để mình chia sẻ, hoặc phần mô tả của mình đó mình cũng để số điện thoại đó, cô chú cứ nhắn tin cho mình đi, chứ nhiều lúc mình bắt máy không được cô chú, cứ nhắn tin cho mình để cho mình lại làm clip nha. Nói chung là khu vực ở La Ghi này các bạn, cô chú anh em thì có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình để cho mình làm clip để cho cô chú anh chị em được săn nhượng ghe một cách thuận tiện và nhanh gọn lẹ. Nói chung là mình cũng làm cho tất cả mọi người đều có cuộc sống phát triển hơn. Chiếc kèm mình cũng sửa vô tới cửa cảng Linh Mực rồi đó các bạn. Chiếc xuồng kéo vô dắt vô rất là quẩy quẩy luôn thấy không? Nó xa cũng đi xa gió thổi giật các bạn cũng thông cảm mình nha. Tại ghe nó đẹp quá. Chùa lại cho các bạn xem luôn. Phải nói là đúng đẹp của mình, nhìn phía xa đó, nó quá tuyệt vời luôn, trên cả tuyệt vời luôn các bạn. Cái chiếc còn cái chiếc này thì nó sơn không có giống như cái màu của mấy pha súc bạn, cái màu đen với màu đỏ, ý màu đen với màu vàng, rất là phê ha. Đó, còn pha súc thì màu đen với màu đỏ, nhìn rất là nổi. Này cái màu xanh các bạn thấy không, nó thì cái phía lái nhìn nó phẳng, nhìn rất là đẹp luôn ha. Chiếc xuồng cũng đang dắt rất là, mà phải nói chứ là tràn đầy vất vả các bạn. Những chiếc xuồng này nói chung là làm máy xuyên suốt các bạn, lâu lâu phải lên ụ làm máy là để công sức kéo cho nó lực quy lực chút các bạn. Tại mà ảnh hoạt động cả ngày, quanh cả ngày luôn, nếu ghe vô nhiều hoạt động cả ngày luôn, không nghỉ ngơi luôn. Ghe này ra ghe vô liên tục các bạn, nhiều lúc ghe vô ra nhiều quá thì anh em chạy rất là nhiều, còn những ghe ít thì anh em cũng hoạt động chung ngoài cửa cảng cũng thưa thớt. Đó, chiếc pha súc của cà ná cũng tăng tốc cơ khơi này các bạn ơi. Đó, quá đẹp nghe, nghe màu xanh nghe thấy không, thấy không? Nãy là cái ghe cái màu vàng, cái dài dưới con lưng nước thì màu đỏ, cái này kia mà cái này màu đen với màu đỏ. Đang tăng tốc cả khơi các bạn ơi.
có sử dụng đèn và cái mạng lưới điện trên tích điện trên cabin, bạn thấy không? Đó là nó về dạng đèn cao áp, năng lượng mặt trời, đèn led đều có trang bị cho ghe đầy đủ, bạn thấy không? Đang thẳng tiến cái khơi đó, mình cũng chúc anh em luôn luôn sức khỏe dồi dào. Nó khi đi phải thiền phải chạy vậy đó, trầm đầm ấm, như là mình phải khi mà khi về một cái là mới anh trúng đậm là mới anh phải báo hiệu cho em biết nha, đã trước nha, để cho em quay những khung cảnh đẹp cho anh em mình xem luôn nha. Rồi anh em mình chia sẻ, rồi anh em mình khi mà về cân sang cá xong xuôi, lấy đá lạnh xong xuôi là anh em nghỉ ngơi ăn uống xong là phải đi, có dịp mà cầm điện thoại hay là xem gì lướt xem thấy là vô ủng hộ mình thì tặng mình một xúc nha. Và những gì mình còn thiếu sót thì anh em cứ bình luận phía dưới video để cho cơ Bình Thuận cái video khắc phục và chia sẻ một cách thiết thực hơn. Thì nói chung anh em biết sử dụng máy gì hay là bao nhiêu tua hay là công suất nhiêu thì mã lực thì anh em cứ bình luận và góp ý cho mình để cho mình chia sẻ với tất cả mọi người cùng xem luôn nha. Đó, chiếc ghe lặn cũng đang tăng tốc về cái cảng các bạn thấy không? Đó, chạy ghê, chạy tốc độ rất ác các bạn thấy không? Chạy kìa, phải nói hai chữ quay chữ các bạn ơi, chạy xé nước luôn ghê không? Đó, những ghe lặn này đa số là chạy rất là dữ luôn các bạn. Thì mình trong ghe ra gì, cái trong ghe ra nhiêu mà mình có nhiêu lụm hết cho các bạn xem đó các bạn ơi, để cho các bạn xem thì phong phú hơn nhiều ngành nghề của cuộc sống dân biển. Thì nói chung nhiều ngành nghề mình cũng chưa biết hết nữa các bạn, nói chung là mùa này đánh cá này mùa kia đi cá kia tùm lum tà le hột me cho mọi người, chứ không có ổn định như giả cào đâu các bạn. Giả cào thì mình cũng biết giả cào đi đánh xa bờ thôi, còn ghe nhỏ thì nói chung là đánh từ lưa hột me hết. Nói chung mùa nào thuận mùa nào là mấy ảnh đi mùa đó thôi, chúng kiếm ăn được thì buông trải nghệ thôi. Còn chung cũng ghe lặn đa số là gì đó, để bao ớn ốc sò đủ các bạn ơi. Chung là hải sản là tươi sống là ngon lành cành đạo luôn các bạn. Rồi video mình cũng tạm thời kết thúc tại đây nghe, còn mình cũng cảm ơn tất cả các bạn trên mọi miền đất nước đã ủng hộ và góp ý kênh Bình Thuận YouTube suốt thời gian qua luôn. Thì những gì coi Bình Thuận yêu còn thiếu sót thì tất cả các bạn có bình luận và comment phía dưới để cho mình khắc phục và sửa chữa luôn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của kênh Bình Thuận Dấu Yêu. Và thân chào tất cả mọi người đã ủng hộ và tặng nhìn một chút trong suốt thời gian qua luôn nha. Cảm ơn đại gia đình đã ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua.